thanh thành tiểu trấn giang lan đi trên đường phố sư tỷ là dùng hình dạng bình thường hành tàu trên đường phố thân là giao chỉ thần nữ dễ dàng bị nhận ra cho nên vận chuyển pháp thuật có thể khiến người khác biết có người này nhưng không nhớ được dung mạo dạng này có thể du ngoạ bình thường trên phố đối với người bình thường mà nói khí chất sư tỷ cũng không phải tầm thường dễ dàng dẫn tới phiền phức sư đệ hồ lô đường cho ta mười văn tiền Ngao Long Vũ nhìn lấy phía trước bán hồ lô đường lão giả một mặt hưng phấn. Tiền bối, một số mứt quả. Cầm tiền, Ngao Long Vũ trực tiếp chạy đến trước mặt lão giả kia muốn mua hồ lô đường, một chuỗi bảy văn tiền, giống như không sao tăng giá, nhưng mà tiền bối cách gọi không đúng lắm, sư tỷ bây giờ đã hơn 800 tuổi, lão giả kia đại khái chỉ có hơn 50. Mua xong hồ lô đường, Ngao Long Vũ cắn một cái, sau đó đi tới bên người Giang Lan, mang ba văn tiền giao cho Giang Lan sư đệ thối lại tiền của ngươi. Giang Lan, sau cùng hắn nhận ba văn tiền. Ăn một viên hồ lô đường, hồ lô đường rơi xuống trong tay Giang Lan, bọn họ còn dạo phố, cho nên nhìn thấy rất nhiều đồ vật. Sư tỷ rất hiếu kỳ với nhiều thứ, cảm giác bị nhốt mấy trăm năm, rốt cục có thể đi ra đi dạo một chút. Giang Lan chọn thư tịch cho sư tỷ xem, cảm giác mình không thể mang nàng ra ngoài, nhưng mà trước kia thực lực không đủ, mạo hiểm quá lớn, gần đây dùng hợp kiến một chi tâm, năng lực thoát đi nguy hiểm đã mạnh mẽ cho nên không cần lo lắng sư đệ ta phát hiện từ nhã sung muội có khả năng xem loại sách này ngao long vũ mua về một quyển sách cho giang lan thiên tiên hạ phàm là tên sách chỉ mở ra xem giang lan liền biết nó nói về cố sự tin nữ trên trời hạ phàm trong thế tục luôn có người hy vọng có thể gặp phải tin nữ như thế nhưng mà giang lan cũng không coi trọng cả hai khác biệt quá lớn sẽ chỉ mang đến phiền toái rất lớn lúc trước hắn và sư tỷ đính hôn đã có ý nghĩ này vốn cho rằng sư tỷ nhất định có thể sẽ chán ghét hắn như thế hắn cũng dễ giải trừ hôn ước nếu không hắn sẽ bị hôn ước trói buộc chỉ là tạo hóa trêu người sư tỷ còn quan trọng hơn hắn nghĩ sư đệ chuyện đầu tiên nói trước dạo phố thì dạo phố đừng có lại đốn ngộ ngao lòng vũ nhìn chằm chằm vào giang lan nói ra không đến mức giang lan nhẹ nhàng lắc đầu đốn ngộ nào dễ dàng như vậy Dạo phố làm sao lại đốn ngộ? Trước đó là nhổ cỏ, xem mặt trời mọc hoặc là đọc sách mới có cảm giác ngộ, tích lũy đầy đủ, một cách tự nhiên lâm vào trong đó, mà dạo phố là chuyện không thể nào. Vậy ta đi mua đồ, vừa nói xong đã cầm 10 văn tiền của Giang An. Nàng mỗi lần chỉ cầm 10 văn tiền đi mua, nhìn xem có thể mua được cái gì, Giang Lan cảm giác hơi đau đầu, đồng tiền không nhiều lắm, cần phải đi đổi một chút, nhưng mà toàn bộ quá trình, hắn đều nhìn tiểu phú Bùi tiếp tiểu vũ đi dạo người đến người đi phi thường náo nhiệt âm thanh hơi lộn xộn nhưng mà tiếng cười của sư tỷ vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai của hắn từ từ giang lan cảm giác âm thanh chung quanh biến mất dường như tất cả mọi thứ chung quanh đã nhanh hơn nhanh đến mức hắn hơi bắt không được đúng không đến rất nhanh cảm giác của hắn lại thay đổi chính mình thân ở phố xá sầm uất dung nhập vào trong đó trở thành một bộ phận của phố xá sầm uất trên đường có thể thấy được hài đồng chơi đùa có thiếu niên đọc sách có thanh niên tìm kiếm công việc, có trung niên mưu sinh, có phụ nhân trông giữ hài đồng, càng có lão nhân ngồi ngay ngắn chỗ tối nhìn ra ngoài, đường đi hối hả, có thể gặp con buôn giao hàng, có thể nhìn thương khách vui sướng, sư tỷ cũng ở trong đó. Mọi người đều khác biệt, sư tỷ rất sáng ngời, tóm được, chạm được, dường như nàng cùng một mặt phẳng với hắn. Đúng vậy, trên đường có cuộc đời của vô số người, bọn họ cùng một chỗ, có thế giới của mình, mà thế giới của hắn có sư tỷ cuộc đời của bọn họ tự nhiên đồng hành đây là cùng đường với hắn hô một trận gió thổi qua toàn bộ đường đi đều bị lực lượng nào đó kéo vào nơi không biết thế giới đạo thuộc về giang lan bắt đầu cộng minh giới yên tĩnh bắt đầu nhảy nhót dường như nghe đón một luồng sinh cơ không hiểu cảm giác này nhanh chóng biến mất ánh mắt giang lan khôi phục bình thường tiếng giao hàng âm thanh ồn ào lại một lần nữa truyền vào trong tai của hắn tất cả vẫn như bình thường Ngao Long Vũ trước kia đang đi dạo khắp nơi hình như có phát giác, quay đầu nhìn về phía Giang Lan, nhìn Giang Lan mỉm cười với mình. Ngao Long Vũ càng thêm nghi ngờ, sau đó đi tới trước mặt Giang Lan, cứ như vậy nhìn chăm chăm vào hắn. Chỉ là một cơ hội, Giang Lan bị Ngao Long Vũ nhìn chăm chăm như thế, chỉ có thể mở miệng giải thích, thật chỉ là một cơ hội, hắn tìm được cơ hội hoàn thiện đạo của mình, chỉ cần chờ thêm ít năm, cơ hội mở ra, hắn sẽ mang theo sư tỷ tiến vào thế giới đạo đi đốn ngộ hoàn thiện đạo của chính mình. Sau khi đốn ngộ, đạo của hắn sẽ viên mãn, mà hắn cũng chân chính bước vào đại la. Sư đệ, Ngao Long Vũ nhìn chung Giang Lan rồi nói. Ngươi nói vì cái gì tông môn không có kiểm chắc ra ngươi là tuyệt thế thiên tài. Có lẽ thiên phú thu nạp linh khí của ta không phải rất mạnh, Giang Lan lại dẫn nàng đi dạo phố. Mà có nhiều thứ không cách nào kiểm chắc ra, Ngao Long Vũ cũng không có để ý những việc này, mà là tiếp tục dạo phố. Đệ Nhất Phong, giữa sườn núi. Người tham gia cơ duyên chiến, Phong Nhất tiếu hỏi Lâm An. Giống như sư phụ, nỗ lực một chút, hẳn là có thể đại biểu chân tiên trung kỳ tham chiến. Bên trên Lâm An gật đầu nói. Cố kỳ cũng tiến vào chân tiên, Phong Nhất tiếu nhìn lấy dưới núi to lớn cửa lớn hỏi: Đúng vậy, nhưng mà Cố Kỳ Sư Đệ theo đuổi đồ vật cũng không phải là cơ duyên, cho nên hắn không nhất định sẽ tham gia. Hắn có vẻ như rất ưa thích ở trong động, nhưng mà cũng rất để ý trạng thái tự thân, cho đến trước mắt vẫn không có làm loạn. Lâm An giải thích, trong lời nói của hắn mang theo vẻ khâm phục. Cố Kỳ Sư Đệ đúng là khác biệt với những người khác, thiên phú kinh người là một chuyện, làm như thế nào lại là một chuyện, Cố Kỳ Sư Đệ cũng có thể làm việc người khác không thể, tính cách, thiên phú, trí tuệ, dũng khí, sát ý lòng dạ toàn bộ đều có phong nhất tiếu khẽ gật đầu hắn trầm mặc một lát mới mở miệng trong động là tình huống như thế nào tuy nhiên lần trước có ba vị sư muội đệ ngũ phong giúp đỡ nhưng cũng không có đạt được hòa hoãn quá lớn nhưng mà không có chuyển biến xấu đã là kết quả rất tốt lâm an mở miệng nói ra có lúc không có hòa hoãn quá lớn cũng là tin tức tốt nhất bởi vì không có phát hiện chuyển biến xấu một khi chuyển biến xấu đối với bọn họ mà nói tương đối nghiêm trọng Cách chuyển biến xấu bước kế tiếp còn bao lâu? Phong Nhất Tiếu quay đầu nhìn về phía Lâm An. Cũng không đến trăm năm, Lâm An nghĩ một lúc lại tiếp tục nói. Ta đặc biệt đi hỏi thăm đệ Cửu Phong Giang sư đệ, hẳn là có thể thành tựu chân tiên trong vòng trăm năm, nếu trận pháp thật thích hợp, có lẽ có thể hòa hoãn một ít. Phong Nhất Tiếu nhìn về phía đệ Cửu Phong, lại nhìn phía đệ Ngũ Phong, sau cùng hắn nhắm mắt. Đi chú ý một chút, sau khi đến chân tiên ta đi tìm sư phụ hắn một chuyến. Thời điểm trở lại Côn Lôn đã là buổi sáng ngày thứ hai, trên đường, Giang Lan và Tiểu Vũ dạo bước ở trên đường nhỏ, gió thổi nhẹ, gió mùa thu hơi mát lành, bọn họ đã ở ngoài một đêm, đối với Tiểu Vũ mà nói, đây là thành nghiệm hiếm có. Cảm giác ở nhà sẽ chịu hơn, Tiểu Vũ ăn hồ lô đường nói ra. Ừm, Giang Lan gật đầu, với hắn mà nói cũng không có khác nhau quá lớn, sư tỷ ở bên người, nơi nào cũng như nhau. Nếu là không ở bên người, vậy bên ngoài bất luận cái gì hoàn cảnh với hắn mà nói cũng đều không có khác nhau. Lúc đi ra nhìn thấy Ngao Mãn đang học đao, những người khác giống như cũng đang cố gắng, là sắp tham gia cơ duyên chiến, nhìn khách điếm, tiểu vũ đột nhiên nhớ tới việc trước đó. Đúng, bốn người đều phải tham gia, Giang Lan nhìn về phương hướng khách điếm nói. Cơ duyên chiến sẽ được cái gì? không rõ ràng. Giang Lan không biết sẽ được cái gì, hoặc là nói những người khác cũng không xác định người dự thi sẽ được cái gì, chỉ có thể suy đoán một chút, dù sao phía trên thông thiên giới dưới đạt u minh, thay thế nào cũng không đơn giản. Đáng tiếc ta không có thể tham gia, tiểu vũ cảm giác hơi đáng tiếc. Giang Lan nhìn tiểu vũ, cảm giác không tham gia mới tốt. Mặc kệ là dùng danh nghĩa côn luôn hay của hắn đều không thích hợp, dù sao thân phận địa vị không giống nhau sao chỉ thần nữ là đạo lữ của hắn dễ dàng bị nhầm vào nhìn ánh mắt sư đệ liền biết không hy vọng ta tham gia đừng không hy vọng sư đệ tuy nhiên ngươi thắng thi đấu khiêu chiến ta phải nghe ngươi một trăm năm nhưng mà ngươi phải hiểu được thân là sư đệ ngươi thắng được chỉ là may mắn trăm năm kế tiếp có khả năng là ta nói mới tính giang lan gật đầu chưa từng mở miệng Long này luôn cuồng vọng. Chốc lát, khách điếm. Giang Lan và Tiểu Vũ tiến vào khách điếm, nơi này hoàn toàn cô quạnh như trước, không có bao nhiêu khách nhân, chỉ có một người một long đang cắt món ăn, hoặc là cắt củ cải, chính là bát thái tử và thiếu niên, bọn họ đang luyện đao pháp, nhưng mà lần này nơi hẻo lánh có thêm một người, là Ngao Dã đang uống rượu. Nhìn Ngao Dã, Giang Lan cùng Tiểu Vũ đau đầu, đợi chút nữa nơi này sẽ loạn hảo tử phải chờ buổi chiều. Hồng nhã nhắc nhở một câu, Giang Lan đáp ứng liền đi tìm bát thái tử cùng thiếu niên, xem bọn họ luyện đao thế nào, hai người kiêm nghiêm túc luyện đao nên vẫn chưa phát giác bọn họ đến. Lúc này bát thái tử tay cầm thiên đao, không ngừng huy động, món ăn không ngừng biến hóa dưới tay hắn, xem ra giống như đầu bếp đang chạm chỗ, Giang Lan đang suy nghĩ, tiểu vũ cùng ngao dã lên tiếng chào, không có đạt được đáp lại, ngao dã uống say đã không biết tiểu vũ. Có lẽ không phải trạng thái bình thường cho nên không biết. Soạt, món ăn bắt đầu tầng tầng rơi xuống, bác thái tử và thiếu niên đồng thời thu đao, rút cục luyện một lần. Lúc này bọn họ mới nhìn thấy Giang Lan cùng tiểu vũ. Tỷ, tỷ phu, các người muốn ăn món ăn sao, ta cắt cho các người. Nói xong liền đưa món ăn lên bản ngao giã. Ta cắt, thiếu niên lập tức nói, có điều hắn cũng cắt món ăn cho ngao giã đây là tỳ và tỷ phu của ta, bác thái tử bất mãn nói. Nơi này là khách điếm của ta, đương nhiên là ta làm việc, thiếu niên không chút yếu thế. Ẩm, ừ, bác thái tử muốn nói điều gì đó, đột nhiên nghe được tiếng chén rượu vỡ nát, tất cả mọi người nhìn về phía ngao dã. Im lặng, ngao dã nhìn hầm hầm vào bác thái tử cùng thiếu niên. Đó là huynh đệ sinh tử của ta, đến phiên các ngươi lải nhải còn không mang hảo tử chiêu đãi huynh đệ ta. Chúng ta chỉ có nước tiểu ngựa, không có hảo tử, thiếu niên trả lời. Ba, ngào dã vỗ bàn, tức giận nhìn thiếu niên nói. Vậy còn không mang ra nước tiểu, ta và huynh đệ của ta ăn phân chó, uống qua nước tiểu ngựa cũng là xem trọng ngươi, hôm nay hắn mang theo tưởng tử tới, là vừa đi vừa nhớ về thanh xuân. Ngươi cho rằng hiếm có phân chó của các ngươi, ba, hắn trực tiếp ném bát xuống đất biểu thị tức giận. Tiểu vũ trốn sang bên cạnh Giang Lan, lúc này không dám ló đầu ra, ngao dã gọi nàng là tẩu tử, thật khiến Long mất thể diện. Đại ca ca, đại tỷ tỷ, các người đứng sang bên cạnh. Thiếu niên mời Giang Lan cùng tiểu vũ sang một bên, bát thái tử cầm khối linh thạch ném về phía hậu viện. Đi ra làm việc, tỷ hưng ngậm linh thạch đi đến, hồng nhã lạng ngồi xổm xuống nhìn tất cả. Bắt thái tử và thiếu niên cũng trốn sang một góc, tiểu vũ trốn sau lưng giang lan, vụng trộm nhìn ra. Lúc này tỷ hưu nhìn ngao dã, tất cả mọi người đều là bạn cũ, đã không cần lại nói cái gì. Ngao dã uống xong tất cả rượu trên bàn, hắn lập tức quát. Nghiệt xúc, hôm nay làm thịt người uống rượu, tỷ hưu há to miệng, giống như muốn nôn đồ vật. Ngao dã thấy thế lập tức dùng cái đĩa ngăn trước mặt mình, nhưng mà chờ dây lát không có cái gì, chờ hắn thả đĩa xuống, phát hiện tỷ hưu cười bò trên đất. Ngào giá, làm nhục, đây là tại làm nhục hắn. Ngào, một tiếng long ngâm vang lên, ầm ầm, toàn bộ khách điếm đều rung rẩy. Sau đó một con rồng một tỷ hưu sông lên trời. Giang lan, hắn lúc này vừa vặn nhận được một bàn món ăn, bởi vì mặt bàn đã đầy nên không còn chỗ đặt, chỉ có thể đưa cho tiểu vũ. Mùi vị không tệ, tiểu vũ bắt đầu ăn, chờ thiếu niên dọn bàn xong, giang lan mới ngồi xuống. Những người này không cảm thấy kinh ngạc, mấy trăm năm qua đều là như vậy. Tỷ phu cùng tỷ đều không tham gia a, chờ thu thập xong, bọn họ mới bắt đầu nói chuyện về cơ duyên chiến. Các người luyện đao là để chuẩn bị chiến đấu. Tiểu Vũ tò mò hỏi, cũng không phải, cũng vì luyện đao, cho nên tham gia. Bát Thái Tử lắc đầu nói ra, Tiểu Vũ điểm gật đầu, sau đó nhẹ giọng hỏi ngao mãn. Mẫu hậu bọn họ cũng tới đây là chuyện của long tộc, cho nên chỉ có thể hỏi ngao mãn. Sẽ đi, mẫu hậu nói sẽ sớm dẫn người tới, thuận tiện tới chỉ đạo ta một chút, tỷ có tham gia không, bác thái từ hỏi tiểu vũ. Tiểu vũ cười cười, dự định cự tuyệt, nhưng mà Giang Lan sớm nói. Có thể hỏi mẫu hậu ngươi một chút, Giang Lan mở miệng, tiểu vũ không có cự tuyệt, sau đó Giang Lan mua rượu bình thường và mang theo, tiểu vũ trở lại để cửu phong, hắn muốn tu luyện nhưng mà lần này hắn không chỉ ở lại đệ cửu phong, còn phải đi tới giao trì, trước đó đáp ứng rồi, giúp đỡ thời quen. Trong thời gian này, hắn cũng có đầy đủ thời gian tu luyện, chỉ cần quen thuộc vừa đi vừa về đi tới đi lui, như vậy hắn cũng có thể tiến hành đốn ngộ một lần cuối cùng tại giao trì. Khi hắn tiến vào đại la sẽ không xuất hiện dị tượng rõ ràng, nhưng mà đạo của hắn sẽ viên mãn, tất nhiên sẽ xuất hiện dị tượng mới, khi đó, có lẽ tu vi của hắn sẽ bại lộ lần nữa, nhưng đã không trọng yếu, khi đó hắn thì đã có thể đuổi kịp sư phụ không đến mức gặp nguy hiểm to lớn gì. đương nhiên có thể bình thản sẽ tốt hơn. hắn không truy cầu vật gì khác, chỉ muốn làm tốt chuyện của mình. nhưng mà trước khi đốn ngộ trước, hắn cần đi đệ nhất phong một chuyến, mặt ngoài tu vi cũng cần tăng lên chân tiên, đi nhìn trộm cửa vào thiên giới một chút. trở lại đệ cửu phong, giang lan liền sinh hoạt bình thường. hiện tại hắn ban ngày tu luyện nửa ngày, đọc sách nửa ngày, sau đó ban đêm mời tiết tiểu vũ, tiểu vũ ban ngày tu luyện nửa ngày nghiên cứu trận pháp nửa ngày, ban đêm kỳ thật cũng có thể tu luyện. Thời gian chậm chậm trôi qua, 3 năm sau, bọn họ rời đệ cửu phong đi đến giao trì, về sau sẽ ở lại đây, Giang Lan tiếp tục tu luyện bình thường, chỉ thay đổi hoàn cảnh mà thôi, hắn cũng không có vội vã kéo tiểu vũ đi đốn ngộ bước cuối cùng. Trong lúc đó tiểu vũ thỉnh thoảng sẽ đi một chuyến độ tam phong, Giang Lan sẽ đưa nàng tới, thuận tiện đợi nàng đi ra, có một lần là Trúc Thanh sư thúc không tu luyện tại chỗ, cho nên có thể đi theo vào, đương nhiên cũng chỉ là đi vào ngồi đọc sách hoặc là nhìn xem trận pháp cùng kính hoa thủy nguyệt Thời gian không ngừng trôi qua, tiểu vũ mỗi ngày đều rất vui vẻ 3 năm, 5 năm, 10 năm, năm, vẫn không có biến hóa Đến mức việc làm quen bán long hóa, thì thật bọn họ không để ý tới Càng để ý càng không cách nào quen thuộc Đương nhiên, cuối cùng vẫn không có quá lớn tiến triển Dù sao tiểu vũ cũng đang không ngừng mạnh lên Bởi vì có những tịnh tiên tử biếu tặng, tu luyện tiến triển rất nhanh Thời gian trôi qua 20 năm, Giang Lan vẫn ở trong giao trì, hắn cảm giác phía trên giao trì có thể nhìn thấy một đại thế. Cùng loại côn lôn đại thế của sư tỷ, hắn không phải muốn lĩnh ngộ đại thế, mà chính là muốn thêm vào đại thế thế giới hình thức ban đầu, có lẽ sẽ càng thêm to lớn, nó có thể đạt tới mức nào, hắn cũng không biết, cho nên hắn đạt được trợ giúp lớn từ giao trì. Bây giờ đã nhập môn 760 năm, tiếp qua 10 năm phải trở về đệ cử phong, quản lý đệ cử phong là một chuyện, chủ yếu là vì cửa vào u minh sắp đến thời kỳ phun trào hắn cần phải đi nhìn xem về phần hiện tại có thể tiếp tục ngồi ở dưới cây đào quan sát cô lôn sơn cảm thụ đại thế trong đó nếu có lĩnh ngộ có thể giúp sư tỷ đạt được thu hoạch càng nhiều vào lúc cuối cùng sư đệ ta hiểu tiểu vũ nhìn thấy giang lan tựa vào cây đào liền nói sư tỷ ngộ ra cái gì giang lan hỏi sư đệ không có sư nương có thể không có người nào đứng ở vị trí trưởng bối đính hôn cho chúng ta. Tiểu Vũ mở miệng nói ra, nàng đang suy nghĩ chuyện sư nương của Giang Lan. Sự kiện này, bọn họ đang âm thầm quan sát, Giang Lan càng làm ra một số an bài, nhưng mà hoàn toàn không có cách nào. Để ngũ phong dụng nguyệt sư thúc cũng không có cái gì, chủ yếu là sư phụ, mỗi ngày đứng trên đỉnh đệ cử phong, thường xuyên đi tìm hắn chính là đệ bát phong tử trung thiên sư bá, làm sao có thể có quá nhiều tiến triển chứ, nhưng mà tiểu vũ nói hắn sớm đã nghĩ đến cho nên không có tác dụng gì cho nên ta nghĩ ra một biện pháp tiểu vũ nói lời này lại làm giang lan để ý đến nhưng mà hắn cảm thấy long này không thể đưa ra đề nghị gì tốt là biện pháp gì giang lan hỏi tiểu vũ nhảy xuống hòn đá đứng trước mặt giang lan nói thân là vãn bối phải nghe trưởng bối có rất nhiều chuyện đều bị hạn chế mà hai vị sư bá không có bất kỳ hạn chế gì bọn họ quá mạnh địa vị cũng quá cao cho nên, chúng ta cần phải tìm thứ gì làm khó bọn họ, sư phụ của sư đệ không am hiểu cái gì. Giang Lan sửng sốt một chút, chuyện mà sư phụ không am hiểu có hai loại. Một không hiểu tình yêu nam nữ, khi đó không cách nào chỉ đạo hắn. Hai chính là trận pháp, tạo nghệ trận pháp của sư phụ dối tinh dối mù. Trận pháp cần phải thích hợp nhất, có phải nên tạo chút huyền phức cho sư phụ, sau đó để sư phụ tìm rượu người sư thúc. Giang Lan nghĩ tới việc này liền cảm thấy không rất dễ dàng sư phụ căn bản sẽ không rời đình đệ cử phong, cho nên muốn tạo phiền phức cho hắn là không dễ. Tiểu vũ cũng không hiểu, tiếp tục ngồi trở lại lưng tựa vào người giang lan, nhìn hoa đào rơi xuống, nàng như có điều suy nghĩ. Đệ nhất phong Lâm An đi tới giữa sườn núi. Sư phụ, giang sư đệ tiến vào giao trì, tạm thời không cách nào hỏi thăm tu vi của hắn. Không hỏi qua đệ tam phong, giống như chưa vào chân tiên, hiện trong động xem như hòa hoãn có nên để một số người đi thử lấy nghiên cứu trận pháp đệ cử phong hay không lâm an nói với phong nhất tiếu nghiên cứu đệ cử phong trận pháp phong nhất tiếu ngẩng đầu nhìn về phía đệ cử phong sau đó vừa nhìn về phía đệ ngũ phong giống như đang suy nghĩ gì sư phụ cảm thấy có vấn đề lâm an hơi hiếu kỳ vẫn chưa có vấn đề chỉ là cảm giác tiến vào cái bẫy phong nhất tiếu nhìn đệ ngũ phong thở dài nói tất cả đều đến từ đệ ngũ phong trợ giúp mà đệ ngũ phong làm việc phàm là liên quan đến đệ cử phong như vậy về sau lấy được chỗ tốt không phải đệ ngũ phong thì chính là đệ cử phong đương nhiên còn lại các phong cũng sẽ không lỗi nhưng lại không cách nào biết được bọn họ đạt được cái gì sư phụ cảm thấy lại là cái gì lâm an không hiểu nhưng mà sư phụ rất kiêng kỵ sư thúc đệ ngũ phong đương nhiên không phải là đối địch kiêng kỵ là cái gì Phong Nhất Tiếu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nói khẽ. Ai biết được, sắp xếp người đi nghiên cứu đi, loại chuyện nhỏ nhặt này chào hỏi là được rồi. Lâm An đáp ứng lui xuống, sau đó sắp xếp người nghiên cứu, nghiên cứu tiến độ không nhanh, nhưng mà thời gian 3 năm, khi bọn họ trở về quả thật có rất nhiều thành quả. Chỉ ít lại có thể ổn định tình huống trong động một đoạn thời gian, thời điểm năm thứ năm, bọn họ vô cùng kiêu ngạo đi vào rừng hoa đào, sau đó. Sư phụ, xảy ra chuyện, Lâm An mang theo tâm tình vội vàng đi vào trong đình giữa sườn núi, nhưng mà vẫn không thất thố. Nghe được Lâm An nói ra chuyện, Phong Nhất Tiếu cũng thả lòng, rốt cục cũng lộ ra cái đuôi hồ ly. Là cái gì? Phong Nhất Tiếu hỏi. Mấy vị sư huynh tiến vào rừng hoa đào, đến bây giờ không cách nào đi ra, những người khác đi vào cũng như thế. Nghe ba vị tại đệ ngũ phong giải thích, rừng hoa đào tại đệ cửu phong là trận pháp mạnh thứ hai tại đệ cửu phong, đi vào sẽ rất khó đi ra, Lâm An lập tức nói. Hắn cũng không hiểu xảy ra chuyện gì, mấy vị kia sư huynh không nên lỗ mãng phải như thế mới đúng, vừa mới có chút thu hoạch, không đến mức tùy tiện tiến vào rừng hoa đào, bọn họ làm việc đều cẩn thận lạ thường, không phải vậy làm sao có thể tiến vào trong động tu luyện thậm chí giúp đỡ. Có thể giải khai trận pháp, đại khái có ai? Phong nhất tiếu hỏi. Đệ cử phong sư đệ, đệ ngũ phong sư thúc, cùng trình trưởng lão đệ ngũ phong đang bế quan ngộ đạo, còn lại những ai khác, đệ tử không biết, Lâm An trả lời, Côn Lôn có bao nhiêu người hắn không có khả năng đều biết. Trong bóng tối có bao nhiêu cường giả, bao nhiêu cao thủ trận pháp, hắn cũng không có khả năng đều biết. Nhưng mà hỏi thăm một chút, tạo nghệ sư đệ đệ cử phong lại có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Thậm chí trước năm tại Côn Lôn, sư đệ quá thâm tàng bất lộ, phong nhất từ ném ra một tấm lệnh bài, tùy ý nói. Mang theo lệnh bài đi đệ ngũ phong, liền nói mời rượu người giúp đỡ đệ tử đi lâm an hơi hoảng hốt mời phong chủ đệ ngũ phong chính hắn đi có phải quá thất lễ hay không liền nói vi sư bởi vì chuyện đệ nhất phong không thể thoát thân mời nàng giúp đỡ nàng sẽ không từ chối phong nhất tiếu lại nói với lâm an lâm an không dám chống lại chỉ có thể kiên trì đi phong nhất tiếu nhìn phương hướng đệ ngũ phong hơi không hiểu loại chuyện này có một lần sẽ có lần thứ hai chỗ tốt đệ cử phong còn chưa xuất hiện như vậy chỗ tốt này rơi vào người nào, xem ra có rất nhiều ẩn tình. Đệ cử phong chỉ có hai người nên hắn không có chưa đến cùng. Người đệ nhất phong bị vây ở đệ cử phong, nghe được tiểu vũ nói, Giang Lan cảm thấy ngoài ý muốn, đây là chuyện gì, một lát sau hắn biết rõ, trước tiên hoài nghi lên đầu rượu nguyệt sư thúc. Quả nhiên, không bao lâu tiểu vũ đã từ bên ngoài biết được rượu nguyệt sư thúc đi đến đệ cử phong. Giang Lan Nhìn bộ dạng này hiển nhiên đã bố cục rất nhiều năm, sự nguyệt sư thúc sẽ chờ. Nhưng mà bởi vậy có thể thấy được, sự nguyệt sư thúc rất nghiêm túc, vậy hắn phải lại đi hỏi sư phụ một chút. Bế quan tại giao trì gần 30 năm, cũng nên trở về. Đối với việc quan sát đại thế cũng có tiến triển, không cần quá mức cẩn thận. Bây giờ nhập môn 767 năm, tiếp qua mấy năm cửa vào U Minh sẽ phun trào, hắn phải đi vào trong động thủ một đoạn thời gian. Thuận tiện để cho mình nhanh chóng tìm ra điểm tới hạn tuyệt tiên viên mãn, tung vi mặt ngoài của hán là nhân tiên viên mãn có giao trì trợ giúp tiếp qua vài chục năm sẽ điều chỉnh đến chân tiên chờ cửa vào u minh phun trào kết thúc là có thể đến tiếp sau chính là tấn thăng đại la nghe nói người long tộc sắp tới thật ra việc này là đến sớm mấy chục năm thời gian cụ thể côn lôn còn chưa định nhưng mà sớm nhất cũng cần 40 năm người long tộc muốn trực tiếp ở lại côn lôn nhiều năm như vậy không biết bọn họ là vì cái gì chỉ điểm bắt thái tử là một chuyện nhưng mà không có mục đích khác thì không cần thiết phải làm như thế có lẽ là muốn dẫn bát thái tử trả lại đao cho thương uyên tổ long hoặc là an bài tốt chờ thương uyên tổ long hàng lâm sẽ trả lại nếu như là như vậy thiên vũ phượng tộc và đại địa kỳ lân tộc cũng có thể đến trong thời gian gần đây về phần đao pháp của bát thái tử đã không sai biệt lắm thiếu niên cũng như thế bởi vậy có thể thấy được thiếu niên đáng sợ phải biết bát thái tử là tiên thiên tiên linh cộng thêm sáu sợi cơ duyên như vậy mà còn không thể bỏ qua thiếu niên 3 năm sau chờ xác định đệ cửu phong không có bố cục của rượu nguyệt sư thúc giang lan cùng tiểu vũ mới rời khỏi giao trì lần này ở tại giao trì 30 năm không biết sư phụ sẽ có cảm tưởng gì có lẽ sẽ cho rằng bọn họ đang nỗ lực làm một ít chuyện trước khi trở lại đệ cửu phong giang lan đưa tiểu vũ đi đệ tam phong mẫu hậu tiểu vũ đến nàng cần phải đi đến thăm hỏi giang lan chưa từng lưu lại tại đệ tam phong hắn ngựa kiếm đáp xuống đệ cửu phong hắn đi từng bước một lên trên cỏ dại đã bao trùm Giống như rất nhiều năm không có người đi đường, đây là chuyện tất nhiên, mặc dù muốn đi bộ cũng không có đường, bọn họ chọn ngược kiếm phi hành. Xem ra cần tốn không ít thời gian quản lý, trở lại sân nhỏ, đây này đã bị cỏ dại bao phủ, nhưng mà địa phương nhỏ không cần hao phí quá nhiều thời gian, trạng thái của thực vật trứng và u dạ hoa cũng không tốt, rất nhiều năm không có người tới linh dịch cho chúng, rằng lan thuận tay sót một ít. Qua một ít thời gian là có thể khôi phục, nhanh đến 800 năm hai cái này thực vật sinh mệnh lực càng ương ngạnh chưa từng suy nghĩ nhiều bắt đầu quản lý sân nhỏ trước tiên đem nơi này bụi hoa làm tốt không qua phòng ốc cũng sắp không được những năm này có rảnh cần tu sửa một chút đột nhiên hắn nghe được thiếu niên cùng bác thái tử lại một lần nữa đọc lên danh hào của hắn đào thứ hai đã dạy bọn họ tạm thời sẽ không có chuyện mới tại sao lại tới là rất nhanh hắn liền nghe được chuyện lần này vô song quyền thần bốn người chúng ta muốn đi ra ngoài lịch luyện là thiếu niên nói lịch luyện giang lan hơi không hiểu lịch luyện cần nói với hắn sao sau đó hắn liền hiểu bốn người đi bốn phương hướng khác nhau có gặp nguy hiểm hay không còn khó mà nói nếu có chú ý của hắn như vậy thì sẽ an toàn rất nhiều thiếu niên tự nhiên không lo lắng an nguy của mình hắn lo lắng người khác nhưng mà bốn người này lịch luyện là bởi vì không có cái gì kinh nghiệm đối địch sao thiếu niên nói bốn người trực tiếp được đưa đến khu vực nhiều hung vật tây hoang nam bộ thủy đoạn lĩnh chỗ đó có thật nhiều vật kỳ quái yêu vật ma vật cũng không ít. Bốn người đều là chân tiên, thực lực cường đại, đi sẽ không có chuyện, về sau hắn liền không để ý, có điều hắn biết, Long tộc và Thiên Vũ Phượng tộc cùng đại địa kỳ lân tộc đều phải người đến, định luyện cũng là bọn họ nói ra. Giống như thật muốn để bọn họ chiến thắng, bởi vì bọn họ thắng dù không phải đại biểu chính mình, cũng sẽ mang tới trợ giúp lớn cho chủng tộc, bọn họ xuất phát, sang làn tiếp tục quản lý sân nhỏ, nhưng mà ở bên ngoài côn lôn, hắn luôn cảm giác có ba động, dường như có thể ảnh hưởng khí tức u minh. Đại khái dẫn là tại kiến lập cơ duyên lôi đài. Nửa tháng sau, Giang Lan hoàn thành quản lý đệ cử phong, sư tỷ làm trợ thủ cho nên tiến độ rất nhanh. Trong khoảng thời gian này, nhà Lê ba vị sư muội còn muốn đi qua học trận pháp, Từ Nhã sư muội cũng muốn đi qua mượn nhờ khí tức U Minh thối luyện tiên thể. Tiểu Vũ dọn dẹp cỏ dại nói ra, sư đệ không cho nàng xung phong, cho nên chỉ có thể làm việc này. Sư tỷ rất quen thuộc bọn họ, Giang Lan nhìn lấy Tiểu Vũ nói ra, những người này tự nhiên để sư tỷ đi tiếp đãi là được rồi sư tỷ mặc dù là giao chỉ thần nữ mặc dù là đệ tử thân truyền đệ tam phong nhưng mà cũng là người của đệ cử phong sư đệ không có mặt ta nên làm cái gì tiểu vũ vỗ phố ở ngực giang lan cảm thấy không có sư tỷ chính mình chỉ cần dẫn các nàng tiến đến đạt được về sau sẽ không có quan hệ với hắn nhưng mà sư tỷ quen thuộc các nàng làm vậy là không được quen thuộc đồng môn là chuyện của sư muội hắn không bằng sư tỷ về sau tiểu vũ đi đệ tam phong tìm lâm tư nhã giang lan dự định ra ngoài một chuyến hắn muốn đi xem lôi đài bên ngoài là chuyện gì nếu có thể xem hiểu có lẽ sẽ có trợ giúp với hắn phía trên thông thiên giới dưới đạt u minh trong đó nhất định có chỗ huyền bí đi ra bên ngoài côn lôn hắn phát hiện đường đi lại thay đổi nhưng mà không cần đi ra ngoài hắn cũng có thể nhìn thấy lôi đài xa xa cơ duyên đài chiến đấu lơ lửng giữa không trung phía dưới có độc lập chín trụ cột màu đen trên không trung lại có chín trụ cột, dường như phía dưới dùng để câu thông u minh, phía trên dùng để câu thông thiên giới. Nó còn chia thành 12 phương vị, 12 thần vị vị trí sao, nhìn qua những thứ này, Giang Lan cao mày nói. Nói cách khác đến lúc đó ta cần xuất hiện ở đây, bản thể không thể đến quan sát cơ duyên chiến, hắn cần phải lấy cớ bế quan, hơi phiền phức, trừ phi nhất tầm nhị dụng. Nhưng mà rất không có khả năng, khi đó sẽ đối kháng mấy vị nắm giữ thần vị, còn có áp lực đến từ thiên giới và u minh cho nên nhất tâm nhị dụng là quá mức cuồng vọng dư tỷ phải lưu lại cùng hắn vậy thì lưu sơn hải kính cho nàng như thế cũng có thể nhìn thấy nghĩ như vậy giang lan đến gần cảm thụ một chút chỉ là không đợi hắn đi hai bước nhất diệp chứng mục đột nhiên xuất hiện phản hồi là thiên cơ phản hồi cũng không phải là đang tính hắn mà là tại tính toán những người khác và người có quan hệ với hắn sau đó giang lan quan sát thần vị thuộc về bát thái tử thiếu niên thanh mộc ba điểm xuất hiện biến hóa ba người này bị tính toán có người muốn suy yếu ta cố ý nhằm vào ta đối với những người này bị nhìn trộm thiên cơ giang lan tưởng tượng rất nhiều dưới tình huống bình thường có không ít người nhìn trộm thiên cơ của bát thái tử dù là thiếu niên cũng có khả năng bị nhìn trộm dù sao khi ở trung nguyên hắn lộ một lần mặt thế mà thanh mộc khác biệt thanh mộc không tính nổi danh tại ba quốc không có khả năng có người biết hắn tồn tại lại càng không có người đi nhìn trộm thiên cơ của hắn mà trực tiếp nhìn trộm hắn, đại khái là bởi vì hội nghị lần trước. Khi hòa đế quân nói ra miệng, chỉ cần người đọc tên hắn đều sẽ bị nhìn trộm thiên cơ, đại địa kỳ lân tộc cùng thiên vũ phượng tộc không có quan hệ trực tiếp với hắn, cho nên nhất diệp chướng mục không cách nào phản hồi, mà những người này một khi bị nhìn trộm, như vậy mục đích rất rõ ràng là bởi vì hắn. Nắm giữ thần vị, ai sẽ tốn công tốn sức làm như thế? Thiên nhân tộc, hay là địa minh ma tộc? Nhưng thứ này, Giang Lan không cách nào đạt được đáp án bởi vì không phải trực tiếp nhìn trộm thiên cơ của hắn thì không cách nào đi thăm dò phương hướng nhìn trộm. Như thế không thể xác định người thuộc về khu vực nào ra tay, có điều hắn cũng không có vội vã làm cái gì, những người này đều không phải là người bình thường, dù gặp phải nguy hiểm cũng có năng lực đối kháng, Bát Thái tử không cần lo lắng, bởi vì hắn là đầu mối của mọi người. Một khi xảy ra vấn đề, quả thực đang đối địch với toàn đại hoang, Thiên Vũ Phượng tộc và Đại Địa Kỳ Lân tộc không trực tiếp lệ thuộc hắn, cho nên hệ số nguy hiểm cũng không cao. Thanh Mộc tại ba quốc những người này tuyệt đối sẽ không tiến vào bao quốc cho nên cũng bình yên vô sự tổng hợp lại nguy hiểm nhất là thiếu niên hoặc là nói dễ dàng bị nhằm vào nhất cũng là hắn xem ra lúc này cần phải thường chú ý một chút bắt thái tử tạm thời không đề cập tới thiếu niên và thanh mộc còn tốt những người khác muốn chú ý cũng không dễ dàng đại địa kỳ lân tộc chỉ có điểm sáng yếu ớt không cách nào phản hồi hữu hiệu trừ phi thiên vũ phượng tộc đọc lên thần vị danh hào của hắn nếu không cũng bất lực mà muốn xác định là ai làm liền phải chờ bọn họ làm ra chuyện gì đó mới biết được không còn quan tâm những thứ này giang lan tới gần cơ duyên đài hắn ngẩng đầu nhìn lên phía trên giống như có vô tận huyết hải lại giống như không có cái gì sau đó hắn cúi đầu nhìn phía dưới hắn có cảm giác như nhìn thấy vực sâu trông thấy hải dương tĩnh mịch giống như có năng lực thu nạp tâm thần tiến vào bên trong sẽ lạc lối nhưng mà giang lan vẫn chưa chịu bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng mà trong mắt vừa rồi những thứ này liền biến mất Lời này đúng là không đơn giản phía trên thông thiên giới dưới đạt u minh cũng không phải là nói đùa chỉ là thiên giới hắn lại ngẩng đầu một lần nữa lần này không nhìn thấy cái gì trước đó nhìn chính là biển máu thiên giới và biển máu có quan hệ sao không truy đến cùng cổ ngựa hạ cung thanh sao nói với hắn trong đêm tối có địch nhân của bọn họ nếu hắn đi truy đến cùng nhất định có khả năng nhìn thấy chính là tai nạn giang sư đệ đột nhiên có giọng nói vang lên bên tai Giang Lan, là Lộ Gian Sư Huynh. Lộ Gian Sư Huynh, Giang Lan hơi hơi cúi đầu, lúc này Lộ Gian Sư Huynh mặc áo trắng, trên thân mang theo kiếm ý như ẩn như hiện, phi thường cao minh, thiên tiên sơ kỳ, cảm giác còn mạnh hơn thiên tiên sơ kỳ rất nhiều. Giống như tử trung thiên sư bá, bên trong đại la, sư bá cũng mạnh phi thường, cũng không biết sư phụ mạnh hay sư bá mạnh. Sư đệ có hứng thú với lôi đài lộ gian tò mò hỏi giang lan là ai lộ gian hoặc nhiều hoặc có hiểu rõ hắn không cảm thấy giang lan sẽ có hứng thú là muốn xem một chút cảm giác hơi kỳ quái ta muốn thử nghiên cứu một chút giang lan mở miệng trả lời cơ duyên đài chiến đấu này đúng là cao minh nghe nói là trưởng giáo nhờ một số lão tiền bối chế tạo trong đêm nghe nói vẫn chưa hoàn thành còn cần rất nhiều năm không phải vậy cơ duyên chiến cũng không có định ra thời gian định ra vào lúc nào đại khái phải xem cơ duyên đài chiến đấu xây dựng xong vào lúc nào lộ gian giải thích giang lan gật đầu thì ra là như vậy khó trách sẽ có thời gian 40 năm giảm sóc kiến tạo càng lâu thời gian của hắn càng nhiều hắn hy vọng chậm một chút nhưng mà ai cũng không biết nguy hiểm xuất hiện vào lúc nào cho nên hắn cũng không hy vọng có người phá hư nơi này hắn cũng sẽ không làm như thế sư huynh tham gia giang lan hỏi Lộ gian sư huynh là danh nhân của Côn Lôn, thực lực mạnh khiến hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Trong nhận biết cùng dài của hắn, khó tìm ra đối thủ của lộ gian, cho nên chỉ cần lộ gian sư huynh chịu tham gia, như vậy không người nào có thể tranh giành thắng hẳn. Cho dù là bát thái tử tấn thăng thiên tiên, bát thái tử cũng sắp đạt tới thiên tiên sơ kỳ, hy vọng đến lúc đó đừng gặp phải lộ gian sư huynh, không phải vậy, sẽ rất khó chịu. Ừm, tham gia, nghe nói tham gia chính là nhóm thiên tài mạnh nhất đại hoang hiện tại, ta muốn thử bọn họ một chút, lộ gian cười nói. Trong dự liệu, Giang Lan gật đầu. Đúng rồi, sư đệ gần nhất phải cẩn thận một chút, gần côn luôn có không ít người, luôn có người bí quá hóa liều nhằm vào thần nữ, sư đệ cũng sẽ bị tính toán, lộ gian hảo tâm nhắc nhở. Chuyện này sẽ không xảy ra, sau khi Giang Lan đáp ứng, lộ gian tiếp tục nói. Đệ nhất phong gần đây đang hỏi thăm tu vi của ngươi, Đại khái là có chuyện gì đó muốn mời sư đệ giúp đỡ, người có thể suy nghĩ thiếu cái gì rồi đề cập với bọn họ. Đa tạ sư huynh nhắc nhở, Giang Lan gật đầu nói cảm ơn, thật ra hắn không thiếu cái gì. Thứ hắn thiếu chính là thời gian, dù thời gian của hắn đầy đủ thì hắn cũng muốn nó nhiều hơn, như vậy mới ổn thỏa, mọi người lại bận rộn việc của mình. Giang Lan thì tiếp tục dừng lại một lát, xác định không có thu hoạch gì liền rời đi, khi đi ngang qua khách điếm, hắn không có ý định mua. Rượu, Khách sạn không có thiếu niên và bát thái tử nên khá quạnh quẽ. Ngao, một đạo long ảnh xuất hiện tại khách điếm. Xem ra cũng không phải lạnh tanh như vậy, hắn nhận ra là Ngao dã đánh nhau với tình hưu. Hai người kia đánh mấy trăm năm, bát thái tử ở chỗ này bao lâu, Ngao dã sẽ ở bao lâu, nhiều lần đều uống rượu tại khách điếm, thuận tiện đùa nghịch tử điên, trong khách điếm không có người náo tử điên, bọn họ sẽ không quen, đến mức mỗi ngày hô hào nói hắn uống nước tiểu ngựa tự nhiên cũng không có ý gì tốt cũng không phải chuyện gì đó gấp gáp chỉ là hơi hiếm lạ về sau giang lan cất bước đi về hướng côn lôn hắn đi thẳng trên đường chỉ là an tĩnh nện bước tốc độ phần lớn người đều bay lên không trung hắn là rất bình thường lúc đi nửa đường con đường phía trước bị ngăn cản ba người hai nam một nữ một nhân tiên hai chân tiên lại nhìn nhiều giang lan phát hiện là ba vị long tộc Người Long tộc cản đường đi, Giang Lan cảm giác hơi kỳ quái, nếu là những người khác còn chưa tính, nên là Địa Minh Ma tộc cùng Thiên Nhiên tộc càng có khả năng, tìm địa phương vắng vẻ tiễn bọn họ lên đường là đủ, Long tộc, không có lý do gì ra tay với hắn. Nhìn ba người xuất hiện, Giang Lan vẫn không dừng lại, hắn đi đường vòng, hắn vẫn bị ba người này ngăn cản. Ba vị có việc? Giang Lan nhẹ giọng hỏi, lực lượng ngầm vận chuyển, chuẩn bị bất cứ tình huống nào nhìn như tu vi không khác gì mặt ngoài nhưng mà tu vi mặt ngoài của hắn cũng sàn sàn đối phương dù là vô vọng chân nhãn cũng không nhìn thấy tu vi của họ có biến hóa người chính là sẽ trảm long kiếm giang lan nam tử tu vi cao nhất hỏi trong ba người tu vi cao nhất chính là nam tử mặc nguyễn giáp yếu nhất thiếu niên là hơi lùn long nữ là chân tiên sơ kỳ vẻ mặt có chút lo lắng vì chảm long kiếm mà đến giang lan hỏi hắn tưởng rằng bởi vì sư tìm mà đến không ngờ tới là chảm long kiếm tuy hắn biết chảm long kiếm nhưng mà cho đến trước mắt vẫn chưa dùng với long tộc hắn vốn muốn dùng với bát thái tử thế nhưng bát thái tử nửa đường đầu hàng hắn vẫn chưa dùng ra đến tận đây hắn chưa dùng bao giờ chúng ta cũng không dùng tu vi khi dễ người ta tới khiêu chiến ngươi ngươi đừng có dùng cái khác ngươi dùng chảm long kiếm nghe nói chảm long kiếm cao minh chúng ta không tin không thấy tận mắt một lần sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiếu niên Ngao Hòa nhìn Giang Lan, nghiêm túc nói. Tới khiêu chiến chảm long kiếm, Giang Lan hơi bất đắc dĩ. Ngươi, ngươi thủ hạ lưu tình, Ngao Hòa khẳng định cũng sẽ không làm loạn. Chúng ta sẽ trông chừng, lòng nữ Ngao tình hơi hoàng, nàng nhìn khắp chung quanh như sợ cái gì đó. Trộm chạy ra ngoài, Giang Lan cảm giác những người này cũng là kẻ làm càn làm bậy, không để ý trong nhà dặn dò chính mình chạy ra đắc tội với người. Hậu quả trực diện chảm long kiếm, người có thể gánh chịu sao? Giang Lan nhìn đối phương mở miệng hỏi, thần sắc hắn không có biến hóa, nhắc nhở đối phương là hảo ý. Đương nhiên, Ngao Hòa tiến lên một bước, mang theo một loại ngạo khí, nhưng mà ngạo khí không có duy trì bao lâu, hắn lại bổ sung một câu. Đừng đánh chết là được. Giang Lan, thì ra còn biết mình sợ chết hắn tự nhiên cũng không có buông lòng cảnh giác, vạn nhất đối phương tê liệt cảm quan của mình với hắn mà nói là việc vô cùng nguy hiểm. chuẩn bị xong, ta sắp động thủ. ngao hòa trực tiếp bán long hóa, làm xong chuẩn bị công kích. phía sau ngao tình vô cùng gấp gáp, sợ xảy ra chuyện gì đó. ngươi động thủ đi, giang lan nói với đối phương, hắn không thể cảm giác thực lực đối phương cao bao nhiêu, chung quanh cũng không có bất kỳ lực lượng gì hiện ra. ngao một tiếng long ngâm vang lên ngao hòa phát động thế công đối mặt thế công của ngao hòa giang lan chưa từng khinh thường trong mắt hắn ngao hòa cũng là một đầu cự long thành niên lúc này hắn hai ngón thành kiếm lập tức đánh tới sau một lát giang lan rời đi đi về phía côn lôn mà ở phía sau hắn thanh niên đang đau khổ thừa nhận đau đớn do bị chém cột tay chỉ là trong mắt của hắn nhiều hơn cảm giác e ngại cùng hoảng sợ ta nói đừng đến chọc hắn các người không phải muốn thử chạm long kiếm gì đó hay sao? Ngao tình lập tức trị liệu cho Ngao Hòa, thần sắc bối rối muốn khóc. Long Chi nhìn Giang Lan rời đi, mồ hôi lạnh chảy ròng. Ta có một cảm giác, một kiếm kia có thể trực tiếp chém chết ba người chúng ta, Ngao Hòa nhị đau nói. Ta đột nhiên hơi hiểu lựa chọn của bát thái tử. Đúng vậy, người này khác biệt so với nghe đồn, hắn không chỉ không kém, mà lại mạnh đến mức không còn gì để nói, tu vi cường đại tính cách cao minh chiến lược vô song càng đáng sợ hơn là cường đại như vậy hắn vẫn duy trì trạng thái bị người ta lên án tại côn lôn lần đầu tiên ta cảm thấy may mắn chính mình không ngạo mạn long chi thở phào nhẹ nhõm nói đúng vậy vừa mới như vậy trong nháy mắt nếu như người này đem ba người bọn họ giết, cũng không cần gánh vác cái gì nơi này chính là côn lôn trở về khẳng định phải bị phạt các người mưu đồ gì ngao tình không biết nói bọn họ cái gì tốt trở về đi ngao hòa nhịn đau biểu hiện không phải để ý như vậy hắn nói với ngao tình nhớ mang theo tay của ta cần phải nối liền trở lại đệ cửu phong giang lan đi trên đường hắn cảm giác gần đây giang ngoài sẽ gặp chuyện tất cả đều là bởi vì cơ duyên chiến đương nhiên chủ yếu là kiến tạo cơ duyên đài cần tu vi cao nhân tiên đều không nhất định có tư cách cần chính là chân tiên và thiên tiên, thậm chí cũng có thể cần mấy tuyệt tiên. Tuyệt tiên, hắn chưa tận bắt thấy tuyệt tiên trong côn lôn, ngược lại là đại la thường xuyên gặp. Cho đến trước mắt, hắn biết đến tuyệt tiên, đại khái là chính hắn, nhưng mà long tộc tới, hắn qua một thời gian ngắn cần theo sư tỷ đi gặp mẫu hậu của nàng, ở long tộc, đối phương không gặp, tại côn lôn cũng không đến mức. Sau đó hắn ngồi trong sân, bắt đầu xem một số thư tịch liên quan tới thuật pháp. Sư phụ cho thư tịch hắn phần lớn đều xem qua, còn có một bản liên quan tới Đại La, chờ qua một đoạn thời gian lại xem. Tối hôm đó, Giang Lan dừng lại ở đệ Tam Phong, đang đợi sư tỷ theo sư phụ nàng đi ra. Sư đệ chưa từng chờ đợi một lát, Ngao Long Vũ liền đi tới bên cạnh hắn, tâm tình không cao hứng lắm. Ngày mai đi bái phòng mẫu hậu của ngươi, Giang Lan nói với Ngao Long Vũ. Nếu không gặp thì sao? Ngao Long Vũ hỏi. Gặp mặt, Giang Lan cam đoan. Đúng vậy, nhất định sẽ gặp. Hôm nay người Long tộc đến trêu chọc hắn. Hắn đi bái phòng, đối phương có thể không nhất định cảm thấy là vì tiểu vũ. Nói đến, còn phải cảm tạ ba đầu Long kia sáng tạo cơ hội cho cho hắn. Ngày kế tiếp, Giang Lan đi bái phòng mẫu hậu của tiểu vũ, cũng không có trò chuyện cái gì, nhưng mà đối với tiểu vũ mà nói, có vẻ như đã đủ như thế hắn cũng lâm vào tu luyện bởi vì cửa vào u minh bắt đầu phun trào phần lớn thời gian của hắn đều ở bên trong thời gian 8 năm u minh cửa vào phun trào đạt đến cực hạn giang lan đứng ở mượn giếng hắn nhìn cửa vào u minh giống như đang hô hấp bên trong có người đang ngó chừng hắn là cường giả u minh nhưng mà đối phương không qua được mà thôi nhưng mà u minh mở ra sẽ dẫn đến thiên giới hàng lâm giữa hai bên hẳn là tồn tại liên hệ cũng không biết là loại liên hệ nào cảm giác không có uy hiếp quá lớn Giang Lan ngồi xuống điều động kim thân. Hắn vừa mới bắt đầu tu luyện, thần vị đột nhiên có phản ứng, hắn luôn chú ý thiếu niên, rốt cục xuất hiện biến hóa, nhìn thoáng qua điểm sáng thuộc về thiếu niên, hắn phát hiện hào quang hơi tối, đây là đả thương nặng. Tây Hoang Nam Bộ, Thủy Đoạn Lĩnh Đây là một mảnh sơn mạch phi thường bao la, bên trong có rất nhiều linh vật hung thú, tiên nhân tầm thường đi tới nơi này rất khó đi ra ngoài. Cho dù là chân tiên, bọn họ chỉ tiến về một địa điểm cố định đã tính là thành công, sau đó rời đi. Thế nhưng cũng cần mười mấy năm. Tất cả mọi thứ xung quanh đều có thể là địch nhân. Càng quỷ dị chính là người tới tu vi càng cao, gặp phải hung thú linh vật đẳng cấp càng cao. Dưới tuyệt tiên căn bản không có cách quét ngang sơn mạch này, dù là tuyệt tiên cũng cần phải ứng phó cẩn thận. Mà thiếu niên bốn người cũng bị vứt xuống sơn mạch này. Thời gian tám năm, bọn họ đều không có thể đi ra nơi này, nhưng mà cũng sắp thiếu niên hơi mệt mỏi đi trong sơn đạo. Lại vượt qua ngọn núi này, có lẽ sẽ đến, không biết hồng nhã thế nào, trên người hắn cũng một ít thương thế, những người khác có lẽ cũng không dễ dàng, nhưng mà lực công kích của bọn họ cao, cho nên cũng không nhất định chật vật như hắn. Về phần đại địa kỳ lân tộc, hắn cảm thấy cũng đã lạc đường. Chỉ có thể trước tụ họp với Hồng Nhã và con Long kia, sau đó lại đi tìm người. Đến mức bay qua, hắn không thể làm, một khi bay lên sẽ bị để bắt tới sau đó dẫn tới vô số truy sát đặc biệt phiền phức hồ rốt cục sắp gặp được hồng nhã nghĩ như vậy thiếu niên lập tức lại tràn đầy nhiệt tình ra ra không biết nghĩ như thế nào thế mà ném hắn tới đây quá mệt mỏi soạt trong lúc vô ý thức thiếu niên thu liễm toàn bộ khí tức đây là kinh nghiệm những năm qua nếu như không có thu liễm khí tức rất có thể bị phát hiện sau đó bị ép động thủ không phải hắn đánh giết hung thủ chung quanh cũng là hung thủ đánh giết hắn hiện tại hắn đã học thông minh che giấu sau đó đánh lén đối phương có lần sắp dùng đao pháp nhưng mà phát hiện vô song quyền thần giao cho hắn đao pháp rất kỳ quái hơi không trôi chảy là một chuyện thế nhưng mà dùng đến luôn cảm giác kém một chút cảm giác hẳn là không có nội hạch trèo trống cụ thể là cái gì hắn cũng không biết không biết vô song quyền thần thời điểm dạy cho họ có mục đích gì hồng nhã và đại địa kỳ lân tộc cũng không thể học chỉ có hắn cùng bát thái tử có thể học hẳn là có thêm ý gì đó hắn và bát thái tử suy nghĩ thật lâu vẫn không có thể nghĩ thông suốt dự định đi về hỏi tại ca ca nhưng mà bây giờ cần đối mặt tình huống khó khăn lần này giống như không phải hung thú thiếu niên tìm một cây đại thụ núp ở phía sau tiếp đó hắn phát hiện tới lại là năm người bọn họ đến từ lòng đất trên thân cũng mang theo một số thương thế địa minh ma tộc cảm nhận được khí tức của đối phương thiếu niên hơi ngoài ý muốn tại sao những người này lại ở chỗ này có điều hắn cũng không có ý định làm cái gì càng không có ý nghĩ đi ra, năm người này thấp nhất đều là chân tiên trung kỳ, chính mình không phải là đối thủ. Tuy nhiên bọn họ nhất thời cũng không thể mang đến thương thế chí mạnh cho hắn, nhưng mà hắn cũng không có cách nào đánh giết bọn họ, cho nên nước giếng không phạm nước sông mới tốt. Đã xác định vị trí, cách nơi này không phải rất xa, người khách điếm cũng ở gần, cẩn thận một chút. Chúng ta chỉ còn lại có năm người, nhưng mà hẳn là đủ. Ba người đối phó thiên vũ phượng tộc, có thể lưu lại là tốt nhất không thể lưu lại thì dùng đồ vật ma tổ phá hư kết cấu thân thể của nàng ta cùng địch kỳ lưu lại tìm kiếm người khách điếm một vị nam từ trung niên một miệng phân phó những người khác không nói gì thêm chỉ gật đầu sau đó liền xuất phát thiếu niên đã nghe được hắn không lo lắng những người này đối phó chính mình nhưng mà có người đi đối phó hồng nhã hồng nhã thân thể không mạnh một khi bị ba cường địch cùng ra vây quanh sẽ có hậu quả khó mà lường được không được không thể để cho bọn họ đi tìm hồng nhã ta phải nghĩ biện pháp giữ bọn họ lại, thiếu niên đã có suy nghĩ lưu năm người này lại đây vĩnh viễn. Hoàn toàn không để ý lực công kích của chính mình chỉ ở trên tiên sơ kỳ. Sau khi quyết định, hắn đã di động, hắn muốn đánh lén một tên, hắn lúc này giống như dã thú trong bóng tối để bắt tới con mồi, ba người địa minh ma tộc đã dự định tiến về phương hướng thiên vũ phượng tộc. Đồng Đột nhiên trong góc có tiếng động, ba người sững sốt một chút, quay đầu nhìn lại, bắt đầu dò xét bên kia. Chế tạo cơ hội thành công, Nhìn đến những người này chú ý tới một phương hướng, thiếu niên há to miệng, hắn như dã thú tử chi chạm đất. Sau đó khí tức cùng bạo phun trào, nhưng mà trong chớp mắt, hắn liền nhảy lên người một tên chân tiên, hắn biết nắm đấm lực công kích không đủ, chỉ có hàm răng của hắn mới là công kích sắc bén nhất, trong chớp mắt, thiếu niên đã xé nát cổ đối phương. Xoạt, máu tươi phun trào. Nửa cái cổ của địa minh ma tộc bị thiếu niên cắn nát, hắn dùng sức bẻ gãy cổ đối thủ, giết một vị chân tiên biến hóa đột ngột làm hai người khác ngạc nhiên liên thủ trước giải quyết hắn đối phương ra sân quá mức điên cuồng làm cho hắn cảm thấy tim đập nhanh nhưng mà thực lực đối phương không đủ bọn họ chiếm hết ưu thế giết bốn người không nói thêm gì nữa thì triển tiên thuật đánh giết thiếu niên tại bên núi khác hồng nhã đang tiến lên trên người nàng cũng không có bao nhiêu thương thế đoạn đường này đối với nàng mà nói vô cùng khó nhưng mà nàng đã không phải thiếu nữ chưa ra đời một đường lên nàng đều rất cẩn thận rất địch tuyệt không mềm tay tích lũy rất nhiều kinh nghiệm như thế mới có thể bảo trì thong dòng như hiện tại đương nhiên nàng một đường cũng không có quét ngang địch nhân có lúc cũng phải tránh né mũi nhọn thời gian 8 năm đối với nàng mà nói phi thường trọng yếu chỉ ít để cho nàng thuế biến nơi này không có bất kỳ người nào che chở không có bất kỳ người nào đi giải ý kiến tất cả đều muốn dựa vào chính mình Mức độ nguy hiểm so với côn lôn không phải một cấp bậc. Ô anh, đột nhiên đối diện có lực lượng cường đại truyền đến, bọn họ cũng sắp đến nơi tụ hợp. Trên lý luận không có lực lượng quá lớn ba động mới đúng. Là ai? Hồng Nhã quay đầu nhìn tới, cách một ngọn núi đều có thể phát giác được lực lượng. Bát Thái Tử. Đối phương là mạnh nhất trong bốn người bọn họ, những người khác gặp nguy hiểm, hắn cũng không nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Khí tức vô cùng cuồng bạo, là khí tức lực lượng của thiếu niên có ngoại địch, Hồng Nhã hơi không hiểu, nhưng mà thiếu niên đối địch không giống hung thú của thủy loạn lĩnh. Chưa từng do dự, nàng cất bước đi sang bên kia. Không dám quá nhanh, bên trong núi rừng có tồn tại gì đó sẽ nhảy ra tập kích nàng, càng đến gần, nàng càng cau mày. Đáng tử chiến, căn bản không có người nào tránh lui. Hồng Nhã tăng thêm tốc độ, tử chiến ở chỗ này rất dễ dàng gây nên phản ứng dây chuyền với xung quanh, dù là một phương thắng, cũng có thể đối mặt với vây công theo nàng không ngừng tới gần lực lượng bên kia bắt đầu biến mất dường như sắp phân ra kết quả mà khí tức cùng bạo càng ngày càng nhạt thiếu niên sắp thua hồng nhã lại tăng nhanh tốc độ tới gần khu vực ảnh hưởng nói cách khác người bên kia đã phát hiện lập tức sẽ có rất nhiều đồ vật đáng sợ đi qua đánh giết người bên kia bất kể là ai thắng đều khó mà đào thoát mà nàng hiện tại cũng không cần cố kỵ bị hung thú chung quanh phát hiện không ngừng gia tốc hồng nhã đi tới hiện trường chiến đấu Trước mặt nàng là thi thể của vài tên địa minh ma tộc bị xé nát, hơn nữa không có một ai là người yếu. Không quan tâm tới bọn chúng, nàng đi vào khu vực trung tâm, nơi này sớm đã biến thành một vùng phế tích. Ở giữa phế tích là thiếu niên, trên người hắn có khí tức cuồng bạo ẩn như hiện, dường như còn dễ dụa muốn đứng lên, nhưng mà thân thể không cho phép, trong lúc nhất thời hắn đã mất đi ý thức, giống như hắn muốn hoàn thành việc nào đó. Mà đối diện thiếu niên, một nam tử trung niên đang cố gắng đứng vững, trong mắt của hắn hiện ra nét hoảng sợ điên cuồng quá điên cuồng hiện tại hắn đã trọng thương nhưng mà hắn cũng thắng chân tiên hậu kỳ hồng nhã nhìn đối phương liền cao mày nàng có thể nhìn ra nơi này đại khái có năm địch nhân bốn tên chân tiên trung kỳ một tên chân tiên hậu kỳ mà bây giờ bốn tên chết rồi một tên trọng thương thậm chí còn bị hù dọa đây là thiếu niên làm nàng đến trực tiếp bị chân tiên hậu kỳ phát hiện Địa minh ma tộc là quân nhìn thấy thiên vũ phượng tộc xuất hiện liền sửng sốt một chút, hắn lui về phía sau hai bước rời xa thiếu niên, sau đó nói. Thiên vũ phượng tộc hồng nhã đại nhân, chúng ta biết ngài muốn càng nhiều cơ duyên, hiện ở chỗ này không có người, cơ duyên đang ở trước mắt, ngài biết rõ, đúng không? Đúng vậy, chỉ cần giết thiếu niên này, cơ duyên của hắn sẽ là của người, hồng nhã nhìn đối phương, đi tới trước mặt thiếu niên, đối phương nói không sai, lúc này chỉ cần ra tay nàng có thể thu được cơ duyên con đường tương lai của nàng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều một thanh kiếm xuất hiện trên tay nàng sau đó vung lên lạc quân nhìn đối phương cảm giác vô cùng thuận lợi nhưng mà kiếm lại bay về phía hắn hắn đã trọng thương nên không có quá nhiều phòng ngự phốc kiếm trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của hắn lực lượng cường đại đóng đinh hắn lên gốc cây hồng nhã chưa từng để ý tới địa minh ma tộc nàng đi tới bên người thiếu niên nơi này quá nguy hiểm không thể lưu lại, chẳng qua là khi nàng muốn nắm lấy tay của thiếu niên cống hắn lên, đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh, nàng thu tay lại, tim đập nhanh đến từ tay của thiếu niên. Khi nàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy trong tay thiếu niên cầm một bình ngục, cái bình đã bị hắn bóp nát, bên trong có một loại dịch thể chảy ra, chính là cái vật này đã làm cho nàng cảm giác tim đập nhanh. Đối với hắn vô hiệu, nhưng ta lại cảm thấy e ngại nhằm vào nàng. Đồng tử hồng nhã co rụt lại, trong lúc nhất thời nàng đã đoán được tiền can hậu quả tình cảm nhân loại thật là phức tạp sau cùng nàng dùng thuật pháp rửa đi linh dược trên tay thiếu niên sau cùng cũng cọng thiếu niên lên dự định rời đi hồng nhã đại nhân là quân bị đóng đinh trên cây hiếu kỳ hỏi hồng nhã vừa rồi khi hồng nhã đại nhân đi tới hoàn toàn có thể tránh ở trong góc chờ ta giết thiếu niên lại đi ra tại sao lại sớm đi ra chỉ cần nàng tránh trong bóng tối một hồi hắn có thể giết thiếu niên đạt được cơ duyên khi đó đối phương lại giết hắn báo thủ và đạt được cơ duyên cũng không cần gánh vác tội giết người hồng nhã quay đầu nhìn đối phương một chút nói hắn có tình cảm phức tạp với ta dựa theo cách nói của nhân loại hắn thích ta hắn thích ngươi là quân phun máu tươi cười khó trách khó trách chúng ta vừa nói sẽ đối phó ngươi hắn lại nổi điên lao ra nhưng mà hắn thích ngươi là chuyện của hắn chẳng lẽ hồng nhã đại nhân cao quý lại thích một nhân loại không thích hồng nhã trực tiếp trả lời đã không thích vậy thì tại sao lạc quân còn chưa nói xong hồng nhã tiếp tục mở miệng nói ta không phải người không có tình cảm phức tạp cũng sẽ không lấy chồng cho nên ta không thích hắn nhưng nếu có một ngày ta cảm thấy cần ưa thích một người cần muốn gà cho một người như vậy nhất định không phải là người khác. Hồng Nhã quay đầu rời đi, nàng nói ra một câu sau cùng. Sẽ chỉ là người này, là quân sững sờ nhìn lấy Hồng Nhã, nhìn đối phương mang người rời đi. Đáng tiếc, thiếu niên không có nghe được đoạn văn này, ánh mắt Giang Lan hơi xúc động, đúng vậy, sau khi hắn phát hiện thiếu niên suy yếu đã dõi mắt nhìn sang. Không có xuất thủ, chuyện không cần thiết, thiếu niên cũng không có xin hắn giúp đỡ, cho nên thuận theo tự nhiên một khắc cuối cùng hắn mới có hành động. Đáng tiếc, không có một khắc cuối cùng, thiên vũ phượng tộc tới. Hắn vốn cho rằng đối phương sẽ sau sự khi nhận lấy cơ duyên, dù không thu cũng chỉ kiêng kỵ lão và khách điếm. Nhưng mà hắn phát hiện mình nghĩ sai, tuy rằng thiên vũ phượng tộc vẫn không thích thiếu niên, giữa bọn họ vẫn không có cái gì xảy ra, nhưng nếu thiếu niên có thể nghe được lời của nàng, đại khái sẽ khoe khoang với bát thái tử. Đương nhiên, nếu thiếu niên thanh tỉnh, thiên vũ phượng tộc cũng không nói ra những lời này bởi vì đối tượng nàng nói chuyện là người chết. Đúng vậy, lúc này đã có rất nhiều hung thú vây lại, Giang Lan nhìn sang, xác định đối phương triệt để chết đi mới thu hồi ánh mắt. Nhưng mà đám hung thú này lại truy kích thiên vũ phượng tộc, tiếp tục như vậy cũng không phải chuyện tốt. Có thể đào thoát hay không lại là chuyện khác, hắn không trực tiếp xuất thủ, nhưng mà có thể giúp một ít việc nhỏ. Hắn dùng thân phận vô song quyền thần truyền tin tức cho bát thái tử, là hình ảnh thiếu niên trọng thương, thiên vũ phượng tộc chạy chối chết. Nhiều hung thú như vậy, xem ra cần phải đi qua hỗ trợ còn tốt không xa lắm thiếu niên ngu xuẩn lại bị thương nặng như vậy khẳng định là bởi vì thiên vũ phượng tộc không cần hỏi hán đều biết nguyên nhân thiếu niên lang cũng không phải người bình thường càng không ngốc bị thương nặng như vậy nhất định là liều mạng vì thiên vũ phượng tộc cảm động là không có ích lợi gì thiên vũ phượng tộc không dám động mới là thật cảm động nghĩ như vậy bát thái tử đã hóa thành một tia chớp bắt đầu lao sang bên kia xác định bát thái tử chạy tới Giang lan không còn quan tâm bọn họ về phần đại địa kỳ lân tộc nguyện dùng sơn hải kính hẳn có thể liên hệ nhưng mà nàng không qua được ngược lại không phải là thực lực không đủ mà là không biết đường triệt để thu hồi ánh mắt hắn liền suy nghĩ khi đó ánh mắt lão bản cũng nhìn bên kia thiếu niên là người gặp nguy hiểm nhất nhưng mà cũng được coi trọng nhất mỗi lần thiếu niên trọng thương lão bản đều chưa từng xuất hiện cũng không có động tác luôn cảm giác kỳ quái nhưng mà hắn không cần quan tâm việc này hai năm sau hắn xuất quan trở thành chân tiên, khi đó hắn sẽ đi thiên giới. Trong U Minh Động, Giang Lan tiếp tục điều động lực lượng kim thân, hắn cũng nhanh đạt tới điểm tới hạn, tiếp tục tu luyện là đủ, Bát Thái tử không có ngoài ý muốn, hai năm này hẳn là có thể trở về, hoặc nhiều hoặc ít sẽ náo nhiệt một số. Trước kia Bát Thái tử có dành sẽ tới đệ cử phong, những năm qua không ở nên tự nhiên cũng không tới, nếu hắn nói kinh nghiệm những năm qua, Tiểu Vũ sẽ cảm thấy hứng thú nghe say sưa ngon lành. Trước kia biểu hiện không tốt, hắn cũng nói mình vô cùng hùng dũng. Tiểu vũ sẽ cảm giác đệ đệ của mình rất có tiền đồ. Nếu như hắn cứ thỉnh thoảng đưa thức ăn cho người ta, còn dùng thiên đạo cắt món ăn dân dã, việc này sẽ làm long tộc mất mặt, nàng sẽ không thèm để ý. Nhưng mà người long tộc rất để ý uy nghiêm của bát thái tử, đến lúc đó khẳng định phải bị phạt, không nghĩ nhiều nữa, giàng lan liền tiếp tục tu luyện. Sau mấy tháng, thủy đoạn lĩnh, thiếu niên đã khôi phục không sai biệt lắm, bát thái tử mệt mỏi ngồi trên mặt đất. Thiếu niên lang, ngươi là đã làm gì mà dẫn xuất động tính lớn như vậy, bởi vì thiếu niên, hắn bỏ ra mấy tháng mới dẹp loạn nguy hiểm, nửa đường còn gặp được đại địa kỳ lân tộc đang lạc đường. Ta cũng ra rất nhiều khí lực, tiểu tỷ tỷ cũng thế, diễm tích vân sở lên gương mặt bị đánh đỏ nói ra, nàng có đại địa che chở, nhưng mà vẫn dễ dàng bị đánh, cũng không biết xảy ra chuyện gì đám hung thú này đều ưa thích tát vào mặt nàng hồng nhã khí tức bất ổn nàng ngồi tại chỗ cần khôi phục một đoạn thời gian hắc hắc cũng cảm giác bọn họ quá nguy hiểm nên động thủ thiếu niên gãi gãi đầu nói ra bác thái tử quá mệt mỏi không muốn ầm ĩ với thiếu niên chờ khôi phục lại phải dạy thiếu niên giá trị quan bình thường bác thái tử làm sao biết chúng ta gặp nguy hiểm hồng nhã đột nhiên hỏi nàng đã nghĩ việc này rất lâu khi đó bác thái tử chạy tới vô cùng gấp, hơn nữa là trực tiếp tới cứu người, giống như sớm biết tình huống bên này. Vô song quyền thần nói cho ta biết, hẳn là thiếu niên lang bị thương nặng, đưa tới ánh mắt của vô song quyền thần. Bác thái tử giải thích một câu, hắn không nói dối, mọi người đều biết quyền thần, cũng không có cái gì để giấu giếm. Vô song quyền thần có thể trực tiếp biết chúng ta có gặp nguy hiểm hay không. Diễm Tích Vân hơi kinh ngạc, Hồng Nhã cũng hoảng hốt, bình thường mà nói là có thể biết, nhưng mà đưa ánh mắt đưa tới là không được. Chỉ ít phượng tổ không thể làm được. Không phải chúng ta, là ta và thiếu niên, bắt thái tử giải thích câu nói. Chúng ta có thể lệ thuộc trực tiếp vô song quyền thần, tự nhiên sẽ bị chiếu cố, gặp nguy hiểm đưa lên ánh mắt tới là bình thường. Dưới tình huống bình thường, đại nhân vật nắm giữ thần vị không cách nào nhìn xa như vậy, Hồng Nhã hỏi vô song quyền thần không giống những người khác, người hỏi thiếu niên liền biết. Bát thái tử nhìn về phía thiếu niên lang nói. Ừm, người khác ta không biết, nhưng mà vô song quyền thần khẳng định có thể trực tiếp quan sát chúng ta, ban đầu ở Trung Nguyên, ta tìm hắn, hắn không chỉ có bỏ ra ánh mắt, còn ra chỉ lực lượng cho ta, lúc này mới có thể đi ngang qua chiến trường, thiếu niên lang giải thích. Nghe được lời này, sắc mặt hồng nhã thay đổi. Tiểu tỷ tỷ thế nào, Diễm Tích Vân hỏi. Không có, Hồng Nhã đã khôi phục bình thường. Suy nghĩ kỹ một chút, loại đại nhân vật kia căn bản sẽ không để ý một số việc nhỏ dâu ria. Nghỉ ngơi một chút chúng ta trở về đi, bác thái tử nói. Hơn một năm qua, Giang Lan mắt trông coi cửa vào U Minh cũng cất bước đi ra bên ngoài, đã không cần bế quan, cao điểm phun trào đã qua, lần này vẫn không có bất cứ ngoài ý muốn nổi lên nhưng mà lần trước có yêu tộc quấy phá, lần này cũng không thể khinh thường. Tuy rằng cơ duyên chiến tức sắp mở ra, bọn họ không có lý do gì gây chuyện, nhưng cũng không thể bởi vậy mà thư giãn. Có lẽ đối phương cũng đang chờ bọn họ thư giãn, từ đó phát động đánh bất ngờ, đi ra khỏi u minh động, rằng Lan cảm nhận được khí lạnh, ra trời đông giá rét. Hắn bế quan 10 năm, nhập môn đến bây giờ đã 780 năm, có thể điều chỉnh tu vi mặt ngoài. Mặc dù nhanh chút, nhưng mà những năm này hắn đạt được rất nhiều tư nguyên, tổ long biếu tặng hôn lễ biếu tặng sư phụ biếu tặng kiến mộc biếu tặng khách điếm biếu tặng giao trì biếu tặng cho nên sắp hai ba mươi năm không tính là gì hắn nắm giữ kiến mộc biếu tặng sư phụ nói qua cho nên những người khác cũng xem như biết được hiện tại hắn đã là phạm vi chân tiên sửa đổi tu vi xong rằng lan đã là chân tiên sơ kỳ tu vi thật sự lại là tuyệt tiên viên mãn nhưng mà tiếp qua hai ba mươi năm cũng có thể nếm thử tiến vào đại la hơn tám trăm năm thành tựu đại la côn lôn không ai nhanh hơn hắn nhanh tấn thăng đại la như vậy đây là khảo nghiệm lớn với tính cách tính cách không thể thừa nhận loại cường đại này sẽ bắt đầu bành trướng mất cân bằng như thế sẽ bị lực lượng che đậy mất đi đạo cho nên điều động lực lượng kim thân đến điểm tới hạn và chú trọng rèn luyện tính cách để mình có thể yên ổn tiếp nhận lực lượng cường đại hắn vẫn luôn đang cố gắng nỗ lực đi xứng đôi lực lượng của mình tính cách trách nhiệm hắn cũng không dám buông tha như thế mới có thể không thẹn lương tâm đứng trên mặt đất, đứng an ổn, đứng thẳng giữa thiên địa. Đón gió lạnh, Giang Lan về tới sân nhỏ, nhìn thực vật trứng cùng u dạ hoa một chút, Giang Lan rót linh dịch cho bọn chúng, chờ hắn tu luyện ngàn năm, thực vật trứng cũng được ngàn năm, ngàn năm không chết cũng coi như cao minh. Cho dù là yêu cũng có thể thành tiên à, u dạ hoa cũng không kém. Không biết sao cũng có thể ấp ra hay không, thật tò mò, Giang Lan im ắng tự nói u dạ hoa hoàn toàn chán trường như trước đây ngược lại là không có không ấp ra như ấp trứng có thể sẽ nở hoa kết trái tùng tùng hắn duỗi ngón tay gõ vỏ trứng hai lần có vẻ như càng tăng thêm sư tỷ tới nhiều linh dịch sư tỷ không thế nào biết dưỡng xảy ra chút sai lầm là rất bình thường may mà thực vật trứng và u dạ hoa sinh mệnh lực mạnh lạ thường cho nên mới kiên trì đến giờ thực vật bình thường dù có ý thức bắt đầu tu luyện ngàn năm cũng là đại quan không biết chúng có thể vượt qua hay không cụ thể đến lúc đó mới biết theo lý thuyết là có thể nghĩ như vậy hắn liền rời khỏi dân nhỏ đi tới quảng trường hắn cần phải xem tâm đắc của sư phụ vì làm chuẩn bị tấn thăng đại la đương nhiên còn cần khiến người khác biết hắn tấn thăng chân tiên hoặc là đi nói cho sư phụ khả năng nói cho rượu người sư thúc càng tốt hơn không qua quảng trường còn có một nguyên nhân sư tỷ đang ở quảng trường bên kia trận pháp hơi loạn có thể sư tỷ đang nghiên cứu trận pháp hoặc là mang người nghiên cứu trận pháp. Quả nhiên, khi hắn tới quảng trường, phát hiện sư tỷ và ba vị sư muội đệ ngũ phong đang nghiên cứu trận pháp, còn có đệ tam phong tư tỷ nàng đang tu luyện tại nơi hẻo lánh. Sư đệ Giang Lan đến, Tiểu Vũ phát giác trước tiên, nàng nói với hắn: đệ cửu phong ta đã quản lý xong, mang theo mấy vị sư muội cùng quản lý. Hàn Kỳ ba người lập tức đứng lên, cùng chào hỏi Giang Lan. Giang Lan gật đầu đáp lễ. Sau đó dưới chân hắn bắt đầu xuất hiện trận pháp, tiếp lấy tất cả trận pháp chung quanh cộng minh theo toàn bộ đệ cử phong dường như phun ra quang mang, là ánh sáng trận pháp. Ba người nha lây phép sợ nhìn trận pháp cộng minh, giờ khắc ngày các nàng mới chính thức kiến thức được chủ nhân trận pháp đệ cử phong. Quả nhiên, tất cả trận pháp nơi này đều là Giang Sư Huynh bố trí, trận pháp tạo nghệ tuyệt không phải các nàng có thể so sánh với. Giang Lan cộng minh trận pháp liền tra xét tất cả trận pháp trong nháy mắt, tiếp lấy ánh sáng trận pháp biến mất, tất cả khôi phục lại bình tĩnh. 164 chỗ trận pháp bị hao tổn, Giang Lan đối với Tiểu Vũ nói ra, "Tiểu Vũ, phía sau ba vị cúi đầu không dám nhìn thẳng Giang Lan, các nàng đúng là giúp rất nhiều trở ngại, đương nhiên, phá hư trận pháp các nàng là làm không được, trận pháp sẽ bài xích các nàng. Phần lớn đều là sư tỷ, nhưng mà các nàng cũng có trách nhiệm." Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn Giang Lan, trừng mắt nhìn sau đó hoảng sợ nói, sư đệ ngươi chân tiên rồi. Giang Lan, tại sao Long này lại nói sang chuyện khác, có điều hắn có thể xác định sư tỷ nhìn không thấu tu vi tầng thứ hai của hắn. Bởi vì tu vi tầng thứ nhất là nhân tiên viên mãn, cho nên có thể suy đoán ra tầng thứ hai tu vi là chân tiên, sư tỷ la như vậy cũng không có gì, hoặc là nói càng thích hợp. Như thế, hắn liền không cần đi tìm sư phụ, cũng không cần đi tìm rượu nguyệt sư thúc. Tin tức tự nhiên là sẽ truyền vào đệ nhất phong, sau đó mời hắn tiến vào cửa và thiên giới tại đệ nhất phong, sư tỷ đã giúp đại ân. Sau khi trả lời ba vị sư muội đệ ngũ phong một vài vấn đề, Giang Lan mới mang theo Tiểu Vũ tiến vào chỗ lưu trữ văn thư. Chỗ đó ngoại trừ người đệ cửu phong, đều không thể đi vào, nhìn theo Giang Lan và Tiểu Vũ biến mất trong đại điện, ba người hơi chấn kinh. Sư huynh chân tiên rồi, tốc độ nhanh không hợp thói thường, các phong có mấy người vượt qua chứ? Cùng thời kỳ không có ai chúng ta còn chỉ vừa mới thành tựu nhân tiên. Nhà Lê Tiên Tử hơi xúc động, đây chính là đệ tử đệ cử phong một mực bị lên án, nói cái gì thiên phú kém, dù là thành tựu nhân tiên, đến tiếp sau cũng vô pháp tăng lên, đều là ánh mắt hiền cận, căn bản không biết vị sư huynh này mạnh cỡ nào. Hơn nữa tạo nghệ trận pháp cao hơn không hợp thói thường, nghe nói toàn bộ côn lôn, có thể vượt qua vị sư huynh này chỉ có số lượng một tay. Cảm giác sư tỷ và sư huynh vẫn đặc biệt xứng đôi, Yên Linh tiên tử nói ra. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, lúc này Lâm Tư Nhã tỉnh lại. Nàng cảm giác vừa rồi chung quanh có biến hóa nên tỉnh lại. Sư tỷ, ba người lập tức chào hỏi. Giang sư huynh xuất quan, vừa mới kiểm tra trận pháp, sau đó nghe thần nữ sư tỷ nói, sư huynh chân tiên, yên linh tiên tử mở miệng giải thích. Chân tiên rồi, lâm tư nhã hơi chấn kinh ba người khác gật đầu. Sư đệ cùng sư tỷ tiến vào gian phòng rồi, Lâm Tư Nhã nhìn về phía đại điện hỏi, sau khi lấy được đáp án khẳng định, trong đầu nàng xuất hiện một số hình ảnh, sư tỷ và sư đệ, cảm tình đã tốt đến mức làm gì cũng được, sư tỷ khẳng định đang nũng nịu. Sư đệ vào trong đó xem sách. Tiểu Vũ đi theo sau lưng Giang Lan, nàng đã tiến vào nơi này rất nhiều lần, nhưng mà một số sách nàng không thể xem, giống như có quan hệ cảnh giới cao hơn, tìm tâm đắc tu luyện. Giang Lan đi tới trước kệ sách nói ra, Tiểu Vũ ngồi ở một bên trên bàn nói. Gần đây Ngao Mãn trở về, hắn đã trải qua lịch luyện đã mạnh lên, muốn làm đầu bếp học xào rau. Hỏi ý kiến của ta, tâm sự nghiệp của bác thái tử thật nặng, Giang Lan cảm khái, một con long xào rau trong bếp, tay sẽ không quá ngắn sao. Sư tỷ trả lời như thế nào, Giang Lan hỏi. Khẳng định là không đồng ý, mẫu hậu ngay tại côn lôn hắn nướng món ăn bán đã rất nguy hiểm chớ nói chi là xào rau tiểu vũ tức giận nói đệ đệ thật không sợ đây chính là tiên thiên tiên linh long tộc bát thái tử chủ nhân của ngạo long thiên đao bị một số lão tiền bối long tộc biết khẳng định sẽ nháo sự cần phải giang lan gật đầu bát thái tử dùng ngạo long thiên đao cắt món ăn hắn vẫn đang luyện tập ngạo long tam đao đúng rồi trước đó nghe ngào mãn nói một cái tên ba quốc vô song quyền thần đã cứu bọn họ sư đệ biết tên đầy đủ không tiểu vũ nhìn giang lan gần đây sẽ đổi tên giang lan lật lên sách nói ra vẫn chưa quá để ý cũng không có gì để giấu giếm nghe được lời này tiểu vũ đã nhìn chằm chằm vào giang lan giang lan long này đang làm gì sư tỷ nhìn cái gì giang lan hỏi Tiểu vũ đưa tay nhéo mặt Giang Lan, sau đó hơi giật mình. Thì ra đại nhân vật chính là như vậy, Long này thật vô tri. Tiểu vũ không nói thêm gì nữa, mà tựa vào lưng Giang Lan, cũng lấy quyển sách ra đọc. Mấy ngày sau, đệ nhất phong, phong nhất tiếu ngồi trong đình, nhìn lên bầu trời biến hóa, nhìn cơ duyên đài thành lập bên ngoài, hắn chỉ an tĩnh nhìn theo. Không bao lâu hắn quay đầu nhìn ra sau lưng, Lâm An yên ổn đứng phía sau hắn, vẫn không quấy dày. Là chuyện gì? Phong nhất tiếu hỏi. Sư phụ, đệ cử phong giang sư đệ đã là chân tiền. Lâm An trả lời. Nhanh như vậy, phong nhất tiếu hơi ngoài ý muốn. Nghe nói đạt được kiến mộc biếu tặng, thuận tiện cầm cơ duyên khách điếm, về sau lại có thần nữ ngưng tụ giao chỉ tinh hoa. Lâm An trả lời, hắn cũng cảm giác rất nhanh tốc độ tấn thăng của Giang Sư Đệ còn nhanh hơn rất nhiều thiên tài, tuy nhiên hắn đúng là thiên tài trong thiên tài. Nhưng tạo nghệ trận pháp, ai biết trừ việc tu luyện cũng khoa trương như vậy. Rất hợp lý, Phong Nhất Tiếu Tùy Ý nói, Lâm An không hiểu nhiều, nhưng mà không chờ hắn mở miệng hỏi thăm, Phong Nhất Tiếu liền tiếp tục nói. Ta đi đệ cửu phong một chuyến, chỉ là hắn vừa vừa muốn động thân, bầu trời lại có ánh sáng rơi xuống. Là đến từ đệ ngũ phong. Lâm An ngoài ý muốn, hắn tự nhiên biết người đến là ai, dám trực tiếp tới gặp sư phụ, nhất định là phong chủ đệ ngũ phong, diệu nguyệt sư thúc. Sư huynh, đã lâu không gặp, diệu nguyệt mang mạng che mặt đáp xuống. Sư muội có việc, phong nhất tiếu hỏi. Nghe nói sư huynh muốn đi đệ cửu phong tìm Giang Lan giúp đỡ ổn định trận pháp trong động. Nghĩ đến quan hệ đệ nhất phong và đệ cửu phong không đủ hòa hợp, sư muội làm một người trung gian được chứ diệu nguyệt cười nói phong nhất tiếu nhìn diệu nguyệt nói sư muội thật sự là phí hết tâm tư diệu nguyệt tin tử nói vậy sư muội cáo từ đa tạ sư huynh giúp đỡ